giá vàng tăng kỷ lục cao nhất trong hơn 10 năm qua. Dư luận bất an clip cướp hành hung du khách táo tợn tại chùa Lầu. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất diễn tiến trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo dự báo hiện nay, tỉnh Cà Mau đang có 81 điểm dự báo sạt lở, trong đó có 34 điểm sạt lở bờ sông và 47 điểm xói mòn bờ biển. Chưa kể số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho thấy, từ đầu mùa khô cho đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 900 vụ sụt lún, sạt lở, trong đó có những công trình giao thông quan trọng của tỉnh cũng bị thiệt hại. Và đặc biệt nhất đó chính là tuyến đường đê biển Tây thuộc địa bàn của ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ghi nhận vào ngày 18 tháng 2 vừa qua đã bị sụt lún khoảng 100 mét đường đê phòng hộ, bị lún sâu khoảng 2 mét. Và vào ngày hôm qua thì tuyến đường đê lại tiếp tục xảy ra tình trạng sụt lún sâu hơn. Vụ sụt lún xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 23 tháng 2, dài 90 mét, trong đó có 60 mét bị sụt lún từ 1,2 đến 1,8 mét, còn lại 30 mét bị sụt lún từ 0,5 đến 0,7 mét trên tuyến đê biển Tây, đoạn đá bà kênh mới. Tình hình khô hạn khiến mực nước trong kênh hạ xuống thấp gây áp lực lên thân đê, dẫn đến lộ bị sụt lún xuống. Được biết trước đó, đoạn đê tiếp giáp với vị trí sụt lún trên cũng bị sụt lún mặt đường với chiều dài khoảng 100 mét, độ lún sâu vào đất trước và sau trên nệch lún từ 1,8 đến 2 mét. Hiện ngành chức năng đã lập hàng rào, ngăn cách cảnh báo người dân không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo nhanh đến chủ đầu tư để khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và khắc phục sụt lún. Giữa bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh khiến cho thế giới đầu tư đổ xô đi tìm tài sản an toàn, giá vàng thế giới trong và ngoài nước bỗng tăng một cách chóng mặt. Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, giá vàng trong nước cũng có những biến thiên theo thị trường vàng quốc tế. Giá vàng SJC hôm nay lên hơn 49 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 47,8 đến 49 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 2,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng hơn 2,9 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch tuần trước. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn Dori niêm yết giá vàng mua vào bán ra 47,7 đến 49,3 triệu đồng một lượng, tăng 2,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và gần 3,3 triệu đồng một lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Chênh lệch giá mua và bán vàng đang ở mức 1,2 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, tính đến thời điểm hiện tại thì các sàn thương mại điện tử như là Sen Đỏ, Shopee, Lazada, Tiki, Chợ Tốt hay là Vật Giá đã xử lý khoảng 5.200 gian hàng với trên 21.000 sản phẩm vi phạm khi tự ý tăng giá một số mặt hàng thiết yếu ngay giữa mùa đại dịch gây mất ổn định thị trường. Đơn cử trên trang thương mại điện tử sendo.vn về mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế đã xử lý gần 2.000 gian hàng và trên 3.000 sản phẩm vi phạm. Còn về dung dịch gel rửa tay khô, Sen Đỏ đã xử lý gần 1.000 gian hàng và trên 1.500 sản phẩm vi phạm. Đây sẽ là bài học cảnh tỉnh đến nhiều chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp không nên thừa nước đục thả câu. Hơn hết ở thời điểm nóng như thế này, cần sự sẻ chia từ cộng đồng để có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, không chỉ ngành du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng mà hàng loạt doanh nghiệp phải lao đao vì thiếu nguyên liệu cho sản xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp dệt may. Và đúng vậy, thưa tất cả quý vị, việc tìm kiếm nguyên liệu thay thế không phải là quá khó, tuy nhiên nó phát sinh rất nhiều chi phí và thời gian. Từ đây khiến cho doanh nghiệp lại càng gặp quá nhiều rắc rối. Sau đây là ghi nhận nóng của phóng viên chương trình. Dệt may là ngành phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu của Trung Quốc. Thời điểm này, không ít doanh nghiệp dệt may phải chật vật sản xuất cầm chừng, thậm chí đình trệ vì thiếu nguyên liệu. Thông thường các doanh nghiệp chỉ dự trữ nguyên liệu từ 35 đến 60 ngày khi gặp dịch bệnh không kịp trở tay. Có doanh nghiệp may mắn hơn đủ nguyên liệu để hết quý 1 nhưng vẫn phải tính đến việc tìm nhà cung cấp mới. Nếu như doanh nghiệp mà chủ động thì mới chuyển được, còn nếu như nguyên liệu mà do khách hàng chỉ định thì cái nguyên liệu rất khó. Tại vì khách hàng là phải có đối sự đồng ý khách hàng. Nếu như chúng tôi phải mua Ấn Độ thì cái vấn đề về giá, về các cái chi phí và thời gian cũng giá của Ấn Độ rẻ, nhưng cái chi phí và tài chính về tài chính ấy, với là cái thời gian thế tham lai thì không đáp ứng được. Tương tự ngành gỗ, đặc biệt là gỗ nội thất cũng lao đao vì thiếu nguyên liệu. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nhà cung cấp mới nhưng có nhiều bất cập nảy sinh. Việc chuyển hướng trong thời gian ngắn khiến cho doanh nghiệp chưa đánh giá hết về chất lượng nguyên liệu, cùng với việc không đồng bộ giữa các nguyên phụ liệu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Các cái nhà máy mà sản xuất
gỗ mà nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc nhiều, ví dụ như những ngành sản xuất sofa, sử dụng da, sử dụng hạt le nhập từ Trung Quốc, hoặc tiếng hoặc là các cái vật liệu khác Trung Quốc, thì hiện nay là rất là khó khăn, thì không có đủ vật tư nguyên liệu để sản xuất, hoặc là có món này thì lại thiếu món khác, không đồng bộ. Cho những cái đơn hàng sản xuất mà sau Tết á thì nó ảnh hưởng cực kỳ lớn, là nó bị ảnh hưởng tới tiến độ mà mình giao hàng cho khách, thì có một số đơn hàng là mình phải xin hoãn lại thì nó cũng sẽ bị phạt về tiến độ. Sản xuất đình trệ vì thiếu nguyên liệu, nhân lực, trong khi thị trường đóng băng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp da dày thiệt hại ít nhất 50% doanh thu. Trong khi đó, doanh nghiệp phải gánh thêm 20% chi phí tăng thêm từ nhiều hoạt động giải quyết khủng hoảng dịch. Nếu dịch bệnh không diễn biến tích cực hơn, thì ngay cả việc chuyển hướng các thị trường mới cũng rất nan giải. Việc tìm các cái nhà cung cấp nguyên phụ liệu ở các nước khác thay thế Trung Quốc thì cũng sẽ gặp rất định khó khăn cho doanh nghiệp. Đó là nhà sản xuất mới. Vì vậy mà chúng ta phải đàm phán, và họ cũng phải có một cái thời gian nhất định để chuẩn bị, chứ không thể cung cấp ngay. Mà trong khi đó thì cái nguồn cung cấp chúng ta bị ngừng nhanh, và chúng ta phải tìm cái nguồn cung cấp nhanh, thì đó là vấn đề khó khăn. Doanh nghiệp đang rất nỗ lực để vượt qua khó khăn. Điều này cũng cho thấy sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, không nên phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường, dẫn đến bị động và thiệt hại khi không xoay sở kịp tiến độ sản xuất, hủy đơn hàng, mất sức cạnh tranh. Thưa quý vị, một người bà ngủ ở tỉnh Bạc Liêu, vì cuộc sống mưu sinh đã đành chấp nhận để ba cháu nội ở nhà đi làm thuê. Và không may trong lúc bà không có ở nhà thì bà hỏa đã ập đến. Cụ thể đó chính là trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Cuộc sống vô khó khăn này lại càng khó khăn hơn. Nhưng may mắn nhất đối với người bà vẫn là ba người cháu đã thoát khỏi tử thần trong tích tắc. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của bà Nguyễn Tuyết, 42 tuổi, ngụ ấp Ninh Thành 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, nên tri hô. Mọi người cùng nhau chữa cháy tại chỗ và thông báo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến phối hợp cùng các hộ dân gần đó để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy, gió lớn, gặp thời tiết khô hanh, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Rất may ba cháu bé đã được mọi người đưa ra ngoài an toàn, nhưng toàn bộ tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cách đây khoảng một năm, chồng bà Tuyết làm nghề thợ mộc đã qua đời do bị tai nạn về điện. Hiện hoàn cảnh của bà Tuyết vô cùng khó khăn. Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước một đoạn clip ghi lại cảnh du khách đi hành hương tại chùa Lầu nằm trên địa bàn của tỉnh An Giang bất ngờ bị giật dây chuyền. Đối tượng đã bị nạn nhân giữ lại, tuy nhiên diễn biến không thể ngờ đã xảy ra. Vừa bị mất của, du khách lại còn bị băng nhóm vẻ ngoài lịch sự hành hung táo tợn. Thực hư ra sao thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 23 tháng 2 khi nhóm du khách đang chụp ảnh trước cửa chùa Lầu, hay còn gọi là chùa Phước Lâm Tự, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thì bị giật dây chuyền. Nạn nhân đã bắt được người phụ nữ giật dây chuyền. Trong lúc nắm áo đối tượng này thì một thanh niên cầm gạch xông tới đánh vào mặt ông H, đứng gần đối tượng bị bắt để giải cứu đồng bọn. Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau có ba người gồm một nữ, hai nam tiếp tục dùng gạch tấn công vợ chồng du khách, khiến cả hai bị thương. Dù lúc này tại khu vực chùa Lầu có rất đông du khách, nhưng không ai ngăn cản hay bảo vệ họ. Trao đổi với phóng viên chương trình, Thượng tá Lê Thành Đồng, trưởng Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang triển khai lực lượng phối hợp với công an địa phương truy lùng nhóm cướp giật tài sản này, đưa vào dạng tin báo tố giác tội phạm để xử lý. Tiếp tục chương trình là một cảnh tượng phẫn nộ vừa diễn ra trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang, khiến cho rất nhiều người dân bức xúc. Trước sự xem thường tính mạng của chính mình và mọi người xung quanh thì một nhóm thanh thiếu niên đã bất ngờ diễn xiết trên đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Rạng sáng nay ngày 24 tháng 2, hàng trăm thanh niên tổ chức đua xe trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Các thanh niên chạy xe độ nẹp bô dàn hàng ngang chiếm hết đường. Sợ xảy ra tai nạn, nhiều phương tiện phải dừng lại nhường đường cho nhóm thanh niên phô diễn luồn lách trong sự bất lực của các cánh tài xế xe khách. Trong đó một chiếc xe đã thay đổi kết cấu, bị tắt máy, cúp ngay đầu xe ô tô. Trong số các xe bị chặn, đáng nói là còn có cả xe cứu thương buộc phải nhích từng chút trong bất lực.